thời gian qua, liên kết tam giác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc liên kết này còn rời rạc, quảng bá du lịch ba địa phương một điểm đến còn hạn chế, chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có. Bình Thuận có 239 dự án du lịch do các chủ đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đầu tư với tổng số vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Lâm Đồng có 100 dự án du lịch khoảng 30.000 tỷ đồng. Việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch cũng được chú trọng, phát triển thêm nhiều tour tuyến mới, hấp dẫn phát huy lợi thế của các địa phương trong kích cầu du lịch. Thế nhưng so với kế hoạch hợp tác phát triển cũng như mong muốn của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, những thành tích ấy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, ba địa phương sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, thực hiện áp du lịch thông minh Website cung cấp dữ liệu du lịch chung của ba địa phương cũng cam kết xúc tiến hình thành group 30 doanh nghiệp tham gia sử dụng chuỗi dịch vụ để phát huy hết lợi thế và tiềm năng du lịch để mô hình liên kết tam giác phát triển du lịch thật sự hiệu quả.